Bên Nhau Trọn Đời, phần 3 của nhà văn Cố Mạng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Anh ta lại đứng chờ. Mặc Sên đứng nhìn qua cửa sổ. Hà Dĩ Thâm trang nhã gọn gàng trong bộ trang phục giản dị, quần dài, áo sơ mi, đứng đợi dưới lầu. Trong tháng này cách 4-5 ngày, anh lại đứng chờ ở chỗ cũ. Sau đó lại cùng đi với một cô gái xinh đẹp chị đã có lần nhìn thấy. Hôm nay cuối tuần anh lại đến. Trước đây chưa bao giờ anh đợi chị. Chị Sên, chị Sên. Hoa Tiên Tử lại gọi rối rít. Hôm nay là ngày nghỉ, chị lại đi với em chứ? Được rồi. Cái gì? Chị có biết em định đi đâu không chứ? Lại vẫn gặp gỡ đối tượng chứ gì? Mặt Sên chán nản nói. Thấy lần trước chị làm đúng yêu cầu, Tiểu Hồng nhất định không buông, tuần nào cũng bắt chị đi làm chân gỗ cho mình. Có điều làm chân gỗ cho Tiên Tử cũng rất thú vị. Đằng nào chị cũng khỏi phải quan tâm đến hình ảnh của anh, không cần biết người ta có hài lòng vì mình không, mình để lại ấn tượng thế nào. Chỉ cần đến ăn cơm và nhìn qua Thiên Tử uống éo cũng thấy thú vị rồi. Vậy hôm nay đi gặp ai? Mặc Sên lơ đãng hỏi. À, một Trang Nam Nhi tuấn tú, bác sĩ ngoại khoa, ăn cơm Tây nhé. Điệu bộ của Tiểu Hồng làm cho Mặc Sên bật cười. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận cô ta cũng giỏi, đối tượng ngày càng ưu tú. Chỉ có điều đến giờ vẫn chưa có anh chàng nào chính thức cắn câu, thật là quái quầm. Không biết tại sao những người đàn ông đó hoặc trở thành bạn của Thiên Tử, hoặc trở thành chồng của bạn cô. 29 tuổi, Hoa Thiên Tử từng thề tuyên bố chỉ cần đối tượng đàn ông cô sẽ cưới liền. Để kịp về nhà trang điểm, Mặc Sên ra về đúng giờ, vì vậy không thể tránh cuộc chạm trán với Dĩ Thâm ở tầng trệt. Mặc Sên cúi đầu đi qua anh. Không ngờ Thiên Tử lại đứng lại, giận dữ nhìn chằm chằm vào mặt cô gái đi cạnh Dĩ Thâm. Quá đáng thế là cùng. Hoa Thiên Tử nghiến răng nói. Mặc Sên chưa kịp phản ứng đã bị cô ta kéo đến trước mặt của Dĩ Thâm và cô gái. Con hồ ly tinh lại định tán tỉnh đàn ông hả? Thiên Tử áp sát cô gái, nói giọng đe dọa, nhưng cô ta vẫn nhỏ nhẹ. Còn cô vẫn muốn đưa người đi cưa cẩm đàn ông hả? Cô ta nhìn Tiên Tử vẻ kiêu hãnh nói tiếp. Người ta đẹp hơn cô nhiều đấy, cứ chờ cả đời cô không kiếm được một người nào đâu. Hai người càng nói càng to tiếng. Mặc Sên ngơ ngác nhìn họ không biết làm gì, chỉ nhìn Dĩ Thâm lúng túng. Dĩ Thâm nhìn chị gật đầu chào. Sắc mặt của Dĩ Thâm rất xấu. Cũng phải thôi, người tình bị mắng là hồ ly tinh ai còn vui được chứ. Xin lỗi, cô ấy nóng nảy nhưng không có bụng dạ gì đâu. Mặc Sên bên vực Tiên Tử, mắt của Dĩ Thâm ánh lên vẻ thù hận, giọng lạnh đến sắp đóng băng. Cô muốn đi tìm bạn? À không, mà phải. Mặc Sên không biết nên nói thế nào cho nên càng lúng túng. Dĩ Thâm lạnh ngắt, mặt sắc lại đoạn bỏ đi. Dĩ Thâm, chờ em với. Người phụ nữ vừa cãi nhau với Tiên Tử, thấy Dĩ Thâm bỏ đi, không cãi nhau nữa, vội vã chạy theo anh. Lúc đó Mặc Sên không có thời gian nghĩ đến tâm trạng của mình, bởi vì thái độ của Tiên Tử thật là kỳ quặc. Cô ta khóc như một đứa trẻ bị mắng hoang. Hoa Tiên Tử, một Hoa Tiên Tử nói cười suốt ngày, sao lại khóc? Tiểu Hồng, không cãi nổi với người ta, khóc ăn dạ hả? Chán thế. Chị không biết thì thôi đi. Tiểu Hồng quắt mắt, cô ta đã cướp người đàn ông đầu tiên của em đó. À, thì ra là tình địch. Mặc Sên cười, đoạn vỗ vai an ủi Tiểu Hồng. Trái đất mênh mông, thiếu gì người tốt. Đã vậy tối nay chị em mình tìm một cái đám thật cừ khôi để cô ta tức điên lên mới được. Em không giận vì cô ta cướp mất người của em. Em giận bởi vì cô ta đã cướp được mà không biết quý trọng để anh ấy bị tai nạn. Rồi cô ta bỏ rơi anh ấy khi anh ấy bị gãy chân. Mà sao cô ta lại có thể làm vậy chứ? Vì sao anh ta không thích em? Có phải vì em xấu hơn cô ta không? Mặc Sên hoàn toàn bất ngờ, nín thinh không nói được nữa. Không ngờ Tiên Tử suốt ngày lóe xóe lại có tâm sự phức tạp như vậy.
Có lẽ người bề ngoài càng sởi lởi, tâm hồn càng yếu đuối, dễ tổn thương. Vì chuyện đó, hai người lần đầu đến muộn. Mặt Sên cũng không kịp hóa trang cho xấu đi. Hoa Tiên Tử lại đang buồn, khó thể hiện như mọi ngày. Kết quả là hai vị bác sĩ ngoài khoa ưu tú kia liệu có thấy hai cô gái thú vị như nhau không? Đây có thể xem là trong họa có phúc. Do đối phương quá nhiệt tình, đầu tiên bốn người đi xem phim, đi hát karaoke, sau lại cùng đi ăn đêm, chơi đến hơn 10 giờ mới về. Nhìn thấy cửa nhà mình, Mặc Sên thở phào. Trình tiên sinh, đã đến nhà của tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Vị bác sĩ họ Trịnh có hứng thú và mối quan tâm đặc biệt đối với bệnh tim, vẫy tay rất lịch sự. Vậy chúc ngủ ngon nha, Triệu tiểu thư. Cảm ơn cô, một buổi tối thật là tuyệt vời. Tôi cũng vậy, chúc ngủ ngon. Mặc Sên mỉm cười, mò mẫm đi đến cửa tầng 4 lối lên phòng mình. Đột nhiên một bóng người dáng cao lớn xuất hiện. Mặc Sên giật mình, chìa khóa rơi xuống đất. Anh... Vừa dứt lời, chị liền bị đôi tay rắn chắc kéo mạnh, ôm riết vào trong lòng, đôi môi không hề phòng vệ của chị bất ngờ bị ép chặt, chà xát bởi đôi môi mềm nóng bỏng. Những cái hôn tới tấp dữ dội điên cuồng lên mặt, lên cổ của chị, dường như đang xả nỗi tức giận tích tụ lâu ngày. Cổ áo của chị bị bật tung. Mặc Sên cảm thấy lạnh nơi lòng ngực, lập tức thấy nóng rang bởi đôi môi mềm nóng bỏng như có lửa. Mặc Sên không kịp phản ứng, đầu óc quay cuồng như thấm men, không khí nồng nàn phảng phất mùi rượu. Mùi rượu ư? Anh uống rượu sao? Mặc Sên tỉnh lại, nói trong hơi thở. Anh, Dĩ Thâm. Người anh cứng lại, đầu của anh vẫn gục vào cổ của chị thở gấp. Họ cứ đứng như vậy rất lâu, anh mới lên tiếng, giọng khản đặc. Mặc Sên, anh thua rồi. Thế là thế nào? Bằng ấy năm đã trôi qua. Anh vẫn thua em. Thua thảm bại. Vì sao mà giọng anh ấy nghe đắng buốt đến như vậy chứ? Dĩ Thâm, anh nói gì? Anh sai phải không? Mặc Sên lo lắng hỏi. Im lặng, đột nhiên Dĩ Thâm đẩy chị ra. Trong ánh sáng lờ mờ, Mặc Sên thấy đôi mắt đẹp của anh ấy đầy bất lực, đau đớn như con thú bị thương, nhưng giọng của anh tỉnh táo đến lạ lùng. Anh không sai, mà là anh điên. Dĩ Thâm quay người biến mất, cũng mau lẹ như khi xuất hiện. Nếu không thấy đau nhói ở môi, Mặc Sên sẽ tưởng đó là một giấc mơ. Nhặt chiếc chìa khóa, mở cửa vào nhà, chị vẫn đứng ngay. Nếu không có tiếng chuông điện thoại, không biết chị còn đứng đến bao lâu nữa. Nhấc máy điện thoại, giọng nói vui vẻ của Hoa Tiên Tử. Chị Sên ơi, tình hình bên đó thế nào rồi? Thế nào là thế nào? Mặc Sên nhất thời không hiểu. Mau nói đi, anh chàng bác sĩ có nói gì với chị không? Anh ta có hẹn lần sau không chứ? À không. Sao lại thế? Tiểu Hồng gào lên. Rõ ràng anh ta tỏ ra rất thích cơ mà. Người ta chỉ hài lòng khi có người ngoan ngoãn ngồi nghe người ta nói về chuyên đề bệnh tim và tình yêu thôi. Còn em? Mặc Sên hỏi. Anh ấy hẹn em tối mai đi xem phim nha. Nụ cười như xé dải của Tiểu Hồng vang lên từ đầu dây bên kia. Chị Sên nè, bắt đầu từ ngày mai em sẽ trở thành một thục nữ rồi. Có lẽ không có gì khó hơn việc qua tiên tử muốn làm thiếu nữ hiền thục. Chị Sên nè, chiếc này đẹp hơn chiếc kia, hay là lấy chiếc này đi. Trong cửa hiệu thời trang, Tiểu Hồng thử hết chiếc nọ đến chiếc kia, hỏi bà cố vấn bất đắc dĩ Mặc Sên. Ừ, chiếc này được đấy. Vậy hôm nay em sẽ mặc cái này. Nét mặt của Tiểu Hồng đang hớn hở bỗng nhiên nghiêm lại. Chị Sên, chị mất ngủ phải không? Sao mới sáng sớm đã như người mất hồn vậy? À, không có gì. Mặc Sên cười gượng, chuyển chủ đề câu chuyện. Chị cố nói giọng tự nhiên. Tiểu Hồng nè, để trở thành một thiếu nữ hiền thục, điều quan trọng không phải ở trang phục đâu. Thế thì cái gì chứ?
Ánh mắt của Tiểu Hồng nhìn Mặc Sên nghi hoặc. Lời nói, cử chỉ, Mặc Sên nói nghiêm túc. Ví dụ nếu như người ta hỏi em thích nghe nhạc gì, em nhất định không được nói là thích nhạc hip hop nghe. Em không thích nghe nhạc hip hop đâu. Tiểu Hồng vui vẻ. Em thích nhất bài Từng Đợt Sống của Tiểu Đỗ và A Ngưu á. Lần này đến lượt Mặc Sên tái mặt. Chị đã xem dĩa hát đó. Trong đầu chị hiện lên cảnh ba người đàn ông mặc quần tắm màu sặc sỡ, ôm đàn guitar chạy theo người đẹp Ginny trên bãi biển. Tai nghe thấy lời bài hát, nhất là người đẹp biến thành vợ, đó là ước mơ tương lai của tôi. Khi ở bên anh ấy, nhất định em không nên nói về chuyện âm nhạc. Mặc Sên nói kiên quyết. Em có thể nói về các bộ phim. Buổi tối hai người vẫn xem phim chứ. Nói những bộ phim đã xem, rồi để thể hiện phẩm hạnh tư chất của một người thiếu nữ. Phim ư? Mắt của Tiểu Hồng sáng lên. Em thích nhất là phim hài Tây Du Ký, có Lô Gia Anh đóng nữa. Mà cái phim này anh ấy đẹp trai lắm, lời thoại thì lại rất triết lý. Nhất là câu người là do cha mẹ sinh ra, yêu quái là do cha mẹ yêu quái sinh ra. Câu này hàm chứa triết lý về luân lý, tình yêu, y học và cả tôn giáo nữa. Đúng là sự lý giải cao nhất của triết lý Phật học chúng sinh bình đẳng mà. Tiểu Hồng nè, Mặc Sên cao mày. Chị nghĩ đi chơi với anh ấy, tốt nhất là em không nên nói nhiều. Mãi Tiểu Hồng mới chịu buông tha. Lúc đó đã hơn 2 giờ chiều. Mặc Sên về nhà nghỉ một giấc. Tỉnh dậy thấy trời đã tối, nhìn đồng hồ trên tường đã 7 giờ rưỡi. Bụng đói cồn cào, mở tủ lạnh thì chẳng có cái gì để ăn. Mặc Sên cầm ví đi siêu thị. Xuống tầng hầm, vừa ngang qua bồn hoa trước cổng, chị bỗng khựng lại. Bên kia đường, dưới ngọn đèn cao áp, Dĩ Thâm đứng lặng nhìn chị qua màn sương mờ, áo màu tím nhạt. Dĩ Thâm? Dĩ Thâm đứng đó. Hôm nay anh vẫn ăn mặc giản dị như lần trước, áo sơ mi quần dài, nhưng có một vẻ đẹp khác thường. Trước đây chị thường say mê ngắm nhìn anh, có lúc chị buột miệng. Dĩ Thâm, vì sao anh mặc cái gì cũng đẹp hết? Câu trả lời chỉ là một cái lườm. Dĩ Thâm, lại là những kỷ niệm ngày xưa. Triệu Mặc Sên không nên tự quyền hoặc bản thân nữa, không nên nghĩ nhiều. Dĩ Thâm tắt điếu thuốc hút dở, tiến lại gần chị. Có thể đi với tôi một lát được không? Được thôi, nhưng đi đâu chứ? Hai người im lặng đi bên nhau. Được một đoạn đường dài, Dĩ Thâm vẫn chưa có ý muốn nói. Mặc Sên không kiên nhẫn được nữa hỏi. Chúng ta đi đâu đây? Đến rồi. Họ ngồi lên xe buýt đi đâu? Có tiền xu không? Có. Mặc Sên lục trong ví mấy đồng tiền xu cầm trong tay. Cho tôi một đồng. Dĩ Thâm gỡ tay chị lấy một đồng xu. Trong một thoáng, anh nắm chặt bàn tay chị trong tay anh. Mặc Sên ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh, rụt tay lại. Nhưng Dĩ Thâm làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh đứng cạnh chị, mắt nhìn về chiếc xe buýt đang đi đến. Lên xe đi. Không kịp hỏi gì, Mặc Sên bước theo Dĩ Thâm như một cái máy. Xe buýt tối thứ bảy đông nghẹt. Hai người đứng cách nhau mấy hàng khách, hít thở khó khăn, hoàn toàn không thể cử động. Khi xe buýt dừng ở bến số 9, Dĩ Thâm đột nhiên vươn tay nắm chị kéo xuống. Vừa đi xuống, anh lại bỏ ngay ra, một mình đi vượt lên trước. Mặc Sên nhìn cảnh vật chung quanh, toàn là những căn nhà chọc trời đứng san sát. Đây là đâu? Chị ngơ ngác hỏi. Dĩ Thâm đi chậm lại, quay đầu lại hỏi. Không nhận ra ư? Chị cũng biết nơi này sao? Thành phố lớn như vậy, không phải chỗ nào chị cũng biết. Nhưng mà vì sao anh lại buồn như vậy, giống như chị đã phạm tội tày trời nào đó? Nhìn vẻ ngơ ngác của chị, mắt của Dĩ Thâm như tối lại. Không nhận ra thì thôi. Anh lặng lẽ đi, đầu hơi ngoảnh lại, bước chân vội vàng vừa gấp gáp. Mặc Sên không hiểu thế nào, chị ngẩn ngơ nhìn con phố phồn hoa xung quanh, bỗng hiểu ra đây chính là con đường Bắc Đại ngày xưa. Phải,
Chính con đường này chị và Dĩ Thâm đã bao lần đi qua rồi. Sao lại có thể như vậy chứ? Đâu là dấu vết con đường ồn ào ngày xưa, những người bán hàng rong, những quán cơm vừa ngon vừa rẻ bên đường đâu cả rồi. Sau khi về nước, cô không quay lại chỗ này sao? Dĩ Thâm ngoái đầu lại nói giọng lành tanh. Không, tôi không phải không đến, chỉ là công việc quá bận thôi. Công việc quá bận à? Lý do như vậy, ngay đến chị cũng cảm thấy buồn cười. Dĩ Thâm liếc nhìn chị, mặt dửng dưng. Không cần nói gì cả, tôi hiểu mà. Anh hiểu cái gì? Mặt Sên không hiểu. Họ đi vào trường, ngôi trường trăm năm tuổi không thay đổi lắm. Những cây cổ thụ, những ngôi nhà cũ kỹ, những sinh viên nam nữ mỉm cười lướt qua họ. Cảm giác ngậm ngùi chua xót trong lòng chị chưa bao giờ hiện hữu rõ rệt như lúc này. Thì ra chị thực sự xa cách bằng ấy năm, những gì mất liệu có còn lấy lại được không? Mặt Sên dừng lại, chỉ một cửa hiệu bán lẻ. Ô, quán này vẫn còn đây. Không biết có phải vẫn là đôi vợ chồng ngày xưa không nữa? Không, Dĩ Thâm nói, đổi chủ khác từ khi tôi chưa tốt nghiệp kìa. Thế ư? Mặt Sên ngẩng đầu cười. Tôi đi mua chút gì ăn nha, đói lắm rồi. Chủ quán là một phụ nữ trẻ, vừa dỗ con vừa chào họ. Chị mua bánh mì và nước ngọt. Dĩ Thâm còn lấy thêm một lon bia. Anh trả tiền. Mặt Sên nghĩ lại trước đây, Dĩ Thâm thường rất cố chấp trong vấn đề ai trả tiền. Lúc đó chị còn quá trẻ. Còn người đàn ông Dĩ Thâm có lẽ rất mệt khi ở bên chị. Anh bắt đầu uống rượu từ bao giờ vậy? Mặt Sên buộc miệng hỏi. Chợt nhớ cái hôn điên cuồng mang hơi rượu tối hôm trước. Chị lúng túng cúi đầu không dám nhìn anh. Chính trong mấy năm đó, anh im lặng giây lát, nói giọng dửng dưng. Đúng thế, chính trong mấy năm đó. Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ một lát đi. Sân vận động lúc 8 giờ vẫn còn rất đông người chơi thể thao, phần đông là sinh viên, cũng có giáo viên có tuổi đi dạo. Họ ngồi xuống một góc sân, Mặt Sên cười nói. Sân vận động này là hồi ức đáng buồn nhất của tôi đấy. Dĩ Thâm cười, tiếng cười ngắn và khô khan. 800 mét, phải không? Đúng vậy. Mặt Sên ngượng nghịu thừa nhận. Thành tích cao nhất của tôi là 4 phút 10 giây, 800 mét. Còn nhớ hồi đó, anh nói rất tự tin. Chị đột nhiên dừng lại, Dĩ Thâm quay sang nhìn chị. Tôi đã nói gì? Anh nói, Mặt Sên, cô chạy chậm như vậy, sao có lúc đuổi kịp tôi? Ồ kìa, có phải là giáo sư Chu ở khoa Anh không? Mặt Sên chỉ một ông già đang một mình đi dọc phía xa. Dĩ Thâm nhìn theo tay chị. Để tôi đi xem sao? Chị nhìn anh bước đi. Giáo sư Chu nhìn thấy anh vui vẻ, hai người nói với nhau mấy câu. Hình như giáo sư Chu vỗ vai Dĩ Thâm. Tóc của giáo sư mỗi ngày một thưa. Chị biết giáo sư Chu hoàn toàn do quan hệ với Dĩ Thâm. Lúc đó Dĩ Thâm bận bịu công việc gia sư, ngay Mặt Sên cũng khó gặp anh. Để có thời gian bên anh, khi nào không phải lên lớp là chị đến nghe giảng ở khoa của anh. Môn hình pháp học của giáo sư Chu, chị đã nghe hết một học kỳ. Có điều cho đến bây giờ, ngay đến kiến thức cơ bản nhất của bộ môn hình pháp học như thế nào là vô tội, chị cũng không nắm được. Không như Dĩ Thâm, mới cùng chị đi nghe mấy tiết toán học cao cấp, đến cuối kỳ thi, anh đã có thể giúp chị ôn tập rồi. Không biết Dĩ Thâm nói gì, giáo sư Chu nhìn về phía chị, nheo mắt, gật đầu, đoạn vẫy tay từ biệt. Đợi anh quay lại, Mặt Sên hiếu kỳ hỏi, anh và giáo sư đã nói với nhau những gì vậy? Dĩ Thâm đáp, tôi bảo tôi và một người bạn đang quay trở lại thăm trường. Và Dĩ Thâm quay sang nhìn chị bằng ánh mắt kỳ lạ. Giáo sư vẫn còn nhớ cô đấy. Một trong những lần Dĩ Thâm đi nghe giảng, chị đã gây ra một chuyện nực cười. Giáo sư Chu lên lớp không bao giờ điểm danh, ngay cả gọi sinh viên trả lời cũng rất tùy hứng, tiện ai thì chỉ định người đó.
Có một lần Mặc Sơn suối quẩy bị giáo sư Chu gọi lên, và đến bây giờ chị vẫn còn nhớ câu hỏi hôm đó của giáo sư là gì. Theo bạn, bốn người A, B, C, D nên phán xử thế nào? Chị phân vân thầm nghĩ bốn nhân vật này là ai? Họ phạm tội gì? Nên xử thế nào chứ? Bài giảng của giáo sư chị đâu có bỏ vào tai. Bí quá, chị đành kéo áo cầu cứu vị thầm. Không ngờ anh trả lời cọc lóc. Tôi chẳng nghe thấy gì hết. Thì ra trước đó họ vừa cãi nhau, vị thầm còn đang giận chị. Giận thì giận, nhưng thấy chết mà không cứu thì quá hẹp hòi mà. Kết quả chị trả lời như một cái máy. Xử tù giam có thời hạn. Cả hội trường cười ồ. Có người nào đó nói to: thưa thầy, cô ấy không phải là sinh viên của khoa mình đâu ạ. Thế ư? Giáo sư Chu cảm động. Cô gái, có phải cô thích môn hình pháp học không? Lại một trận cười rộ lên. Thưa thầy, cô ấy theo bạn trai đi nghe giờ thôi. Giáo sư Chu là người rất vui tính. Ông mỉm cười vui vẻ. À, thì ra là vậy. Thế cô ấy là bạn gái của ai? Vĩ Thầm mặt đỏ dừ, lúng túng đứng lên. Của em ạ. Giáo sư đương nhiên biết Hà Vĩ Thầm. Ông hài hước nói. Bạn Hà thế là rất phải. Giáo dục gia đình thực ra hết sức quan trọng. Một mình học là chưa đủ. Đường đường là bạn gái của cử nhân luật học mà chẳng hiểu gì về pháp luật thì chẳng ổn chút nào, đúng không? Như vậy còn gì là thể diện của một chàng cử nhân luật học tương lai nữa chứ? Mặc Sơn nhớ lúc đó, cả hội trường cười nghiêng ngả. Dĩ Thâm mỉm cười. Đúng là ấn tượng rất sâu. Mặc Sơn kinh ngạc nhìn anh. Anh ấy đang cười ư? Cuối cùng, anh đã không giữ được bộ mặt sắc nữa. Anh đã không coi chị là một người lạ nữa rồi. Mặc Sơn hơi ngoảnh mặt sang một bên, che giấu nỗi xúc động đang làm mặt chị đỏ dần lên. Chị nói giọng thiếu tự nhiên. Ai bảo lúc đó anh thấy chết mà không cứu chứ? Dĩ Thâm cười nhạt không đáp. Quả thật hôm đó anh không nghe được câu hỏi của giáo sư. Vậy ra cô ấy cho rằng mình lãnh đạm đến mức đang chiến tranh với cô ấy mà vẫn có tâm trạng nghe giảng. Anh thầm nghĩ, nếu anh đủ lạnh lùng, đủ lý trí thì bây giờ anh đã không ngồi đây. Dĩ Thâm buồn rầu nói. Muộn rồi, thôi tôi đưa cô về nha. Họ vẫn đi xe buýt. Từ chỗ xuống bến xe đến nhà của Mặc Sơn, hai người vẫn đi bên nhau nhưng không ai nói gì. Gần đến nhà, Mặc Sơn dừng lại quay sang anh. Đến rồi. Nhanh thế sao? Dĩ Thâm giật mình cũng dừng lại. Tạm biệt. Tạm biệt. Mặc Sơn đi mấy bước, Dĩ Thâm vẫn đứng yên dưới ngọn đèn đường. Anh... Mắt anh lướt qua chị nhìn xa xăm, muốn nói lại thôi. Cả hai lại im lặng. Lát sau Dĩ Thâm lên tiếng. Tôi xin lỗi. Tối hôm qua tôi... Không sao. Mặc Sơn luống cuống. Tối hôm qua anh say mà. Thật ư? Dĩ Thâm ngập ngừng, giọng anh trở lại giọng giễu cợt mà chị đã quen bấy lâu. Lát sau anh sải bước đến bên chị, áp đôi môi lạnh lẽo của mình vào đôi môi nóng rực của chị. Mắt anh nhìn sâu vào mắt chị, ánh mắt u ám. Anh thầm thì: Mặc Sơn, anh rất tỉnh, xưa nay vẫn vậy mà. Phải, anh ta luôn rất tỉnh, anh ta luôn nhìn mình một cách tỉnh táo. Một trong những lần Dĩ Thâm đi nghe giảng, chị đã gây ra một chuyện nực cười. Giáo sư Chu lên lớp không bao giờ điểm danh, ngay cả gọi sinh viên trả lời cũng rất tùy hứng, tiện ai thì chỉ định người đó. Có một lần Mặc Sơn suối quẩy bị giáo sư Chu gọi lên, và đến bây giờ chị vẫn còn nhớ câu hỏi hôm đó của giáo sư là gì. Theo bạn, bốn người A, B, C, D nên phán xử thế nào? Chị phân vân thầm nghĩ bốn nhân vật này là ai? Họ phạm tội gì? Nên xử thế nào chứ? Bài giảng của giáo sư chị đâu có bỏ vào tai. Bí quá, chị đành kéo áo cầu cứu Dĩ Thâm. Không ngờ anh trả lời cọc lóc. Tôi chẳng nghe thấy gì hết.
Thì ra trước đó họ vừa cãi nhau, Dĩ Thâm còn đang giận chị. Giận thì giận, nhưng thấy chết mà không cứu thì quá hẹp hòi mà. Kết quả chị trả lời như một cái máy: xử tù giam có thời hạn. Cả hội trường cười ồ. Có người nào đó nói to: thưa thầy, cô ấy không phải là sinh viên của khoa mình đâu ạ. Thế ư? Giáo sư Chu cảm động: cô gái, có phải cô thích môn hình pháp học không? Lại một trận cười rộ lên: thưa thầy, cô ấy theo bạn trai đi nghe giờ thôi. Giáo sư Chu là người rất vui tính, ông mỉm cười vui vẻ: à, thì ra là vậy. Thế cô ấy là bạn gái của ai? Dĩ Thâm mặt đỏ dừ, lúng túng đứng lên: của em ạ. Giáo sư đương nhiên biết Hà Dĩ Thâm, ông hài hước nói: bạn Hà thế là rất phải. Giáo dục gia đình thực ra hết sức quan trọng. Một mình học là chưa đủ. Đường đường là bạn gái của cử nhân luật học mà chẳng hiểu gì về pháp luật thì chẳng ổn chút nào, đúng không? Như vậy còn gì là thể diện của một chàng cử nhân luật học tương lai nữa chứ. Mặt sền nhớ lúc đó, cả hội trường cười nghiêng ngả. Dĩ Thâm mỉm cười: đúng là ấn tượng rất sâu. Mặt sền kinh ngạc nhìn anh: anh ấy đang cười ư? Cuối cùng, anh đã không giữ được bộ mặt sắc nữa. Anh đã không coi chị là một người lạ nữa rồi. Mặt sền hơi ngoảnh mặt sang một bên, che giấu nỗi xúc động đang làm mặt chị đỏ dần lên. Chị nói giọng thiếu tự nhiên: ai bảo lúc đó anh thấy chết mà không cứu chứ? Dĩ Thâm cười nhạt không đáp. Quả thật hôm đó anh không nghe được câu hỏi của giáo sư. Vậy ra cô ấy cho rằng mình lãnh đạm đến mức đang chiến tranh với cô ấy mà vẫn có tâm trạng nghe giảng à? Anh thầm nghĩ, nếu anh đủ lạnh lùng, đủ lý trí thì bây giờ anh đã không ngồi đây. Dĩ Thâm buồn rầu nói: muộn rồi, thôi tôi đưa cô về nha. Họ vẫn đi xe buýt. Từ chỗ xuống bến xe đến nhà của Mặc Sên, hai người vẫn đi bên nhau nhưng không ai nói gì. Gần đến nhà, Mặc Sên dừng lại quay sang anh: đến rồi. Nhanh thế sao? Dĩ Thâm giật mình cũng dừng lại. Tạm biệt. Tạm biệt. Mặc Sên đi mấy bước, Dĩ Thâm vẫn đứng yên dưới ngọn đèn đường. Anh... mắt anh lướt qua chị nhìn xa xăm, muốn nói lại thôi. Cả hai lại im lặng. Lát sau Dĩ Thâm lên tiếng: Tôi xin lỗi. Tối hôm qua tôi... không sao. Mặt Sên luống cuống: tối hôm qua anh say mà. Thật ư? Dĩ Thâm ngập ngừng. Giọng anh trở lại giọng giễu cợt mà chị đã quen bấy lâu. Lát sau anh sải bước đến bên chị, áp đôi môi lạnh lẽo của mình vào đôi môi nóng rực của chị. Mắt anh nhìn sâu vào mắt chị, ánh mắt u ám. Anh thầm thì: Mặc Sên, anh rất tỉnh, xưa nay vẫn vậy mà. Phải, anh ta luôn rất tỉnh, anh ta luôn nhìn mình một cách tỉnh táo. Lúc cả nhóm thảo luận về vụ án mới nhận, Hướng Hằng đột nhiên nói: hôm nay đầu óc các cậu để đâu thế? Dĩ Thâm ngẩng đầu nhìn Hướng Hằng: tôi cho rằng ý kiến của tôi không tồi. Không tồi, đúng là không tồi. Rất hay là khác. Nhưng mà cậu vẫn không tập trung tư tưởng đấy. Thôi được rồi. Dĩ Thâm ném cây bút trong tay lên bàn. Các cậu muốn hỏi gì? Hướng Hằng cười: biết ngay mà. Hèn nào trông cậu giống như một người mất hồn vậy. Cô bạn họ Triệu của chúng ta đã trở về rồi, đúng không? Dĩ Thâm nhướng mày: sao cậu biết? Chẳng lẽ mình để lộ đến thế sao? Mặt của Dĩ Thâm thoảng phớt hồng rồi tái đi. Hôm đó tôi ở lầu dưới nhìn thấy hết. Hướng Hằng trầm ngâm: hình như cô ấy thay đổi khá nhiều đấy. Thay đổi nhiều à? Dĩ Thâm im lặng. Lúc đó Diêm đẩy cửa vào hét to: hôm nay Đoàn mời cơm, các cậu nhất định phải đi với tớ nha. Đoàn luật sư thành phố và văn phòng luật sư Diêm Hướng Hà có quan hệ rất tốt. Mặc dù trong công việc nhiều lúc không khỏi có va chạm, nhưng quan hệ vẫn rất tốt. Diêm vừa giúp họ một vụ án nên có lẽ họ mời cơm để cảm ơn.
Nhưng người trong đoàn luật sư cũng không hẳn đều vô tư. Ai chẳng biết nữ luật của họ, người đẹp Lý Lệ, đã có tình ý với Hà Dĩ Thâm của văn phòng Diêm Hướng Hà này. Mời họ đi ăn chẳng qua chỉ là cái cớ, bởi vì sách lược của Lý Lệ là mưa dầm thấm lâu. Bữa tiệc hôm nay chắc thú vị lắm đây. Diêm rất hiếu kỳ. Nhà hàng Vọng Nguyệt ở khu trung tâm phồn hoa nhất của thành phố. Màn đêm vừa buông, thành phố bừng sáng trong ánh đèn màu rực rỡ. Rượu quá tam tuần, Diêm và các đồng nghiệp sôi nổi hẳn lên, tiếng cười nói to dần. Hướng Hằng ngồi cạnh cửa sổ, tai vẫn nghe mọi người nói chuyện, nhưng mắt không ngưng liếc ra ngoài cửa sổ. Đêm thành phố ánh sáng muôn màu, người qua lại như nước chảy. Có phải là... Ông Hướng, ông uống đi, nhìn gì thế? Luật sư Lê ngó đầu ra ngoài, theo ánh mắt của Hướng Hằng nhìn xuống dưới. Bên kia đường, một người phụ nữ cầm máy quay, hình như đang quay chính ngôi nhà của họ đang ngồi. Người đó có mái tóc ngắn, áo sơ mi rộng, màu thẫm, quần bò, cổ còn đeo lủng lẳng hai chiếc máy ảnh. Hình như đó chính là kiểu cậu thích, phải không? Luật sư Lê đã ngắm hơi men, nói với Diêm giọng đầy phấn khích. Không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng có lẽ là sinh viên. Không phải khẩu vị của cậu ta đâu. Hướng Hằng xen vào, nhưng mắt vẫn đảo về phía nhìn của đồng nghiệp Dĩ Thâm và Lý Lệ. Lý Lệ ngồi sát Dĩ Thâm nói nhỏ điều gì đó. Không biết Dĩ Thâm nói gì mà cô ta che miệng cười, ánh mắt không rời Dĩ Thâm. Nếu cô ấy có mặt ở đây thì hay biết mấy chứ. Hướng Hằng chợt nghĩ rồi quay đầu gọi. Dĩ Thâm. Dĩ Thâm gật đầu với Lý Lệ, đoạn đến bên cửa sổ cạnh Hướng Hằng hỏi. Có chuyện gì vậy? Hướng Hằng không nói, chỉ sang bên kia đường. Không chỉ Hà Dĩ Thâm, mọi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện gì thế? Ai đó hỏi. Dĩ Thâm phát hiện ra một người phụ nữ lẫn trong đám người bên kia đường đang loay hoay lấy gốc quay, chính là Mặc Sên. Anh để cốc rượu trong tay xuống bàn nói nhanh. Mình đi ra ngoài một lát nha. Ngoài Hướng Hằng vẫn còn tương đối tỉnh táo, những người khác đều chết choáng gục xuống cửa sổ, nhưng vẫn cố gắng nhìn Hà Dĩ Thâm cao lớn, nhanh nhẹn vượt qua đường. Dừng lại cạnh cột đèn, cách người phụ nữ đang quay phim một đoạn, nhưng chỉ đứng nhìn không lên tiếng. Cô ta hình như không biết có người đang theo dõi mình. Nhưng bất chợt quay đầu lại, ngây người trong giây lát, rồi ngập ngừng tiến về phía Dĩ Thâm. Hai người nói với nhau điều gì đó, cả hai quay lưng về phía họ, nên họ đương nhiên không thấy mặt cô ta. Sau đó, tất cả trố mắt. Hà Dĩ Thâm? Hà Dĩ Thâm làm gì vậy? Tại sao lại kéo tay người ta chứ? Hà Dĩ Thâm, một Hà Dĩ Thâm trước nay vốn lạnh lùng, xa cách với phụ nữ, sao lại có động tác quyết liệt như vậy? Mọi người không ai bảo ai đều quay đầu nhìn người phụ nữ duy nhất trong bàn tiệc. Nhưng nữ luật sư thể hiện một bản lĩnh đáng khâm phục, nét mặt tươi rói, ánh mắt lấp lánh, tinh nghịch, cũng quan sát nhất cử nhất động của Hà Dĩ Thâm. Và cô gái có dáng như một sinh viên, có vẻ thích thú ra mặt. Có gì lạ đâu. Vốn tưởng Hà Dĩ Thâm lạnh lùng với phụ nữ là do bản tính của anh ta lạnh lùng. Thì ra lúc cần, anh ta cũng nóng bỏng quyết liệt như ai. Đây quả thật là một đòn đao với sự tôn nghiêm của phụ nữ. Mặc dù bình thường, Lý Lệ thường bị mọi người chăm chọc, tuy rất tức, nhưng chưa bao giờ cô bộc lộ điểm yếu của mình. Một người béo mập tên Lý hỏi Hướng Hằng. Nè, cô ta là ai vậy? Hướng Hằng cười. Sao lại hỏi tôi chứ? Phải hỏi Dĩ Thâm kìa. Luật sư Lý bật cười. Đừng có hy vọng moi tin từ miệng của cậu ta. Hướng Hằng nhìn áo khoác của Dĩ Thâm dắt trên tay ghế, hất hàm nói. Áo khoác của hắn vẫn còn đây, nhất định hắn sẽ quay về. Lát sau Dĩ Thâm quả nhiên quay lại. Nhìn mọi người có vẻ có lỗi, đoạn quay sang luật sư Lý nói. Anh Lý nè, tôi có việc về trước nha. Bữa cơm hôm nay coi như luật sư Lý mời. Lý còn chưa kịp nói gì thì Hướng Hằng chen vào. Cậu đi được như vậy, chẳng nể mặt mọi người. Hay là mời Mặc Sên đến đây đi, người cũ đã lâu không gặp rồi. Rồi quay sang luật sư Lý. Có sao không anh? Luật sư Lý gật đầu lia lịa. Đương nhiên là không sao rồi, có thể mang người nhà mà.
Lý Lệ nói giọng hờn dỗi. Luật sư Hà có bạn gái, sao phải lén lút như vậy? Coi thường mọi người quá thế. Mặt Sơn vẫn đứng ở bên kia đường, đối diện với nhà hàng Vọng Nguyệt, lòng băn khoăn. Giữa mình với Dĩ Thâm rốt cuộc là quan hệ thế nào? Bạn không ra bạn, người tình không ra người tình. Còn chưa nghĩ gì thì điện thoại reo vang, điện thoại của Dĩ Thâm. Tôi đi không được. Mặt Sơn thở phào. Vậy cũng được. Nhưng mà cô đến đây nha. Tắt máy, anh không cho chị một cơ hội thương lượng. Đành vậy, chị ngước nhìn tấm biển nhà hàng Vọng Nguyệt rồi quả quyết sang đường. Dĩ Thâm đợi chị ở cửa. Mặt Sơn do dự. Tôi vào có tiện không? À, chị có mấy đồng nghiệp, đừng có ngại. Nhưng mình xuất hiện với tư cách gì đây? Câu này chị chưa nói ra. Thời gian gần đây Dĩ Thâm thỉnh thoảng đến tìm chị, nhưng anh cố tình giữ khoảng cách, vì vậy sự tiếp xúc thế này khiến cho chị lúng túng. Không nên như thế này, nên cách xa anh thì hơn. Khi cả hai bước vào, mọi ánh mắt đều hướng vào mặt Sơn vẫn còn rất đẹp, trang phục có phần thoải mái, tóc cắt ngắn, hơi thiếu điều đà. Tuy nhiên chẳng có gì nổi trội so với những người phụ nữ xung quanh. Người đầu tiên lên tiếng là Hướng Hằng. Triệu Mặc Sơn, cô về sớm thế sao? Anh ta mỉm cười đôn hậu nhưng không giấu được vẻ giễu cợt. Tôi tưởng rằng cô để Dĩ Thâm khốn khổ chờ đợi 18 năm cơ đấy. Đúng là lời nói có dao, có kim trong áo. Mặc Sơn còn chưa biết trả lời ra sao, đành chào chung chung. Hướng luật sư, đã lâu không gặp. Không dám, nhưng đúng là đã lâu không gặp. Hướng Hằng niềm nở chìa tay cho Mặc Sơn. Dĩ Thâm giới thiệu đơn giản. Mặc Sơn vừa ngồi xuống ghế thì nữ luật sư Lý Lệ đi đến gần chị, nói với giọng lịch sự. Triệu tiểu thư, nghe nói Dĩ Thâm rất nổi tiếng, không hiểu chị đã dùng chiêu gì để có được anh ấy vậy. Mọi người hóm hỉnh đưa mắt nhìn Lý Lệ, ánh mắt đầy ẩn ý. Không phải nghe nói mà là tận mắt nhìn thấy. Tất cả đều im lặng. Hướng Hằng cau mày. Sao hỏi một câu vô duyên đến như thế? Thực ra Lý Lệ cũng không có ác ý, chỉ là do thói quen thẳng thắn, do quá trình thường xuyên tiếp xúc với đàn ông. Có lần Lý Lệ đã mắng một đồng nghiệp trình độ non kém. Vì vậy, không nên hy vọng thái độ nhẹ nhàng tế nhị ở cô. Hỏi như vậy có lẽ cũng còn tương đối lịch sự. Chỉ có điều Mặc Sơn không quen cho nên cảm thấy lúng túng. Hướng Hằng định đỡ lời cho Mặc Sơn, nhưng nhìn sang thấy vẻ mặt bất cần của Dĩ Thâm nên lại thôi. Thầm nghĩ, người tình của người ta bị chọc, người ta không xót, càng cớ gì mình mà xen vào chứ. Mặc Sơn thoạt đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng trấn tĩnh được. Thấy mọi người đều im lặng, chị bỗng cảm thấy áy náy. Có phải mình làm cho mọi người khó xử chăng? Chị đâu biết họ đang tò mò muốn xem trò hay, họ đang háo hức chờ đợi. Vậy là chị nói nửa đùa, nửa thật. Thực ra Dĩ Thâm rất dễ theo đuổi. Mặc Sơn cười, tổng kết kinh nghiệm trước đây của mình. Quan trọng là phải có bộ mặt dày, quyết không từ bỏ mục tiêu. Cứ gào khóc ầm ĩ, nhất định anh ấy phải giơ tay hàng thôi. Ánh mắt mọi người dồn vào Dĩ Thâm. Chẳng lẽ anh chàng uyên bác kiêu ngạo này thực sự thích theo đuổi như vậy chứ? Nhưng kinh nghiệm của Mặc Sơn lập tức bị nữ luật sư phản bác. Chị không thấy vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của người phụ nữ sao? Hồi đó, quả thật là mình không nghĩ nhiều như vậy đâu. Mặc Sơn mỉm cười. Người đàn ông có được bằng tình cảm đó, liệu có bao nhiêu tình cảm với chị? Anh ấy có hiểu không? Có thể sau này anh ta sẽ chán chị, sẽ bỏ chị. Lý luật sư nói với vẻ đắc thắng. Có vẻ như cô ta đang khoái trá chứng kiến kẻ tình địch của mình bị bỏ rơi. Diêm nãy giờ im lặng, đột nhiên ngắt lời Lý Lệ. Anh ta nhìn Mặc Sơn với ánh mắt láo lĩnh. Tôi nhớ ra rồi, bạn chính là người năm xưa đã bỏ Dĩ Thâm đi Mỹ, đúng không? Thế ư? Ngoài Hướng Hằng, Dĩ Thâm, những người còn lại đều tròn mắt nhìn Mặc Sơn. Thì ra đây chính là người đã bỏ Dĩ Thâm. Mặc Sơn cũng bị bất ngờ. Chị đã bỏ Dĩ Thâm ư? Tại sao?
sao lại nói vậy chứ? Lại nữa, vì sao người đàn ông đẹp trai này ánh mắt nhìn chị vẻ thán phục? Không, không phải đâu. Còn từ chối ư? Diêm sử dụng chiến thuật đánh du hồi. Bạn đã từng đi Mỹ phải không? Vâng. Trước đây bạn là bạn gái của Dĩ Thâm. Đúng. Thế là đúng rồi. Diêm đập tay xuống bàn. Chứng cứ đã rõ ràng, tội danh đã thành. Mặt Sơn mỉm cười. Sao? Luật sư các anh vẫn dễ dàng định tội cho người khác thế ư? Diêm định nói điều gì đó thì Dĩ Thâm kéo Mặt Sơn đứng dậy. Xin lỗi, chúng tôi đi trước nha. Không có ai ngăn họ, tất cả im lặng, lặng lẽ nhìn hai người rời khỏi bàn ăn. Ra khỏi nhà hàng, gió thốc vào người, tâm trạng rối bời. Mặt Sơn băn khoăn nhìn người đàn ông đi trước chị mấy bước. Cuối cùng không chịu được nữa, chị lên tiếng. Dĩ Thâm, sao anh không nói gì hết vậy? Nói gì? Dĩ Thâm hơi ngoảnh mặt lại. Họ tưởng rằng tôi bỏ anh. Nhưng mà thực sự không phải như vậy. Vì sao anh không giải thích chứ? Người kiêu ngạo như anh sao có thể chịu được sự hiểu lầm như vậy? Giải thích thế nào đây chứ? Dĩ Thâm dừng lại, nhìn mặt anh, Mặt Sơn giật mình. Trong khoảnh khắc, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cao áp, chị bỗng thấy con người cao lớn ngạo mạn này sao cô đơn đến thế. Nhưng giọng nói thân thuộc đã vang lên, nhỏ, trầm nhưng rành rọt. Tôi cũng cho là thế. Mặt Sơn không hiểu, cái gì khiến cho Dĩ Thâm cũng cho là vậy. Đến giờ tôi vẫn hoài nghi. Không biết những lời nói năm xưa của tôi có phải là lý do thực sự khiến cho cô ra đi hay không? Dĩ Thâm không cao giọng, nhưng từng chữ nặng ngàn cân đè lên ngực chị. Sao anh lại nói như vậy? Sao anh có thể nói như vậy chứ? Chị vẫn nhớ mồn một từng chi tiết của ngày hôm đó. Nghe Dĩ Văn nói vậy, chị lập tức đi tìm Dĩ Thâm để kiểm chứng. Dĩ Thâm không thể lừa dối chị. Nếu anh thừa nhận thì có nghĩa thực sự đúng là như vậy. Chị hoàn toàn tin anh. Nhưng nếu anh ấy cũng thích Dĩ Văn thì sao chứ? Trên đường đến chỗ Dĩ Thâm, tình huống xấu nhất mà chị có thể tưởng tượng ra chỉ là Dĩ Thâm thừa nhận anh yêu Dĩ Văn. Chị tuyệt nhiên không ngờ đoán mình lại là cái nhìn đáng sợ, ánh mắt căm hận và những lời lẽ tàn nhẫn đau đớn như dao cứa. Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô. Triệu Mặc Sơn, tôi muốn mình chưa bao giờ quen cô. Khẩu khí và thái độ tuyệt tình đó, đến bây giờ nghĩ lại, chị vẫn thấy đắng lòng. Tại sao bây giờ anh lại nói như vậy? Mình, chính mình đã bỏ rơi anh ấy sao? Anh có ý gì vậy? Mặt Sơn cúi đầu nhìn đăm đăm vào đôi giày dưới chân mình, nói nhỏ. Trong đám đông đang di chuyển, hai người dừng lại cũng ít nhiều thu hút ánh mắt của những người đi xung quanh. Dĩ Thâm kéo chị đến một nơi yên tĩnh, buông tay chị ra, châm thuốc hút. Phải nói thế nào với cô ấy đây? Nói sự thật ư? Không thể. Lát sau, anh chậm rãi lên tiếng. Hôm đó, cha em đến tìm tôi. Liếc nhìn vẻ mặt thảng thốt của chị, khuôn mặt thanh tú của anh dần dần hiện lên một nụ cười châm biếm. Không ngờ, đúng không? Tôi cũng không ngờ bạn gái của tôi lại là thiên kim tiểu thư của ngài thị trưởng chứ. Mặt của Mặt Sơn trắng bệch. Thiên kim tiểu thư của ngài thị trưởng thật là một danh xưng khôi hài. Chị và Dĩ Thâm cùng là người thành phố Y. Hồi ấy họ còn lấy làm phấn khởi, coi điều đó là duyên trời định. Trớ trêu thay, bây giờ nó lại trở thành cái khoảng cách ngàn trùng. Nếu anh biết chị là con gái của ông thị trưởng, nhất định anh cũng biết. Mặt Sơn do dự. Chuyện của cha tôi chắc anh cũng biết mà. Tôi biết. Dĩ Thâm gật đầu. Triệu Thanh Nguyên tham ô cả vạn đồng tiền công quỹ, sự việc bại lộ, đã tự sát trong tù rồi. Sự kiện chấn động thành phố Y một thời mà. Mặt Sơn nhắm mắt. Thôi, không nghĩ đến chuyện đó nữa. Cha tôi đã nói gì với anh? Mặt Sơn nói nhỏ như nói thầm, mắt không nhìn người đối diện. Dĩ Thâm cúi đầu, những lời nói của ông Triệu Thanh Nguyên hôm đó
anh vẫn còn nhớ rất rõ. Cậu là một chàng trai ưu tú. Tiểu Sơn thích cậu, tôi cũng không phản đối. Nếu cậu đồng ý, cậu có thể đi Mỹ với Tiểu Sơn. Tôi sẽ giúp đỡ. Mọi giấy tờ, nhà ở, trường học, tôi sẽ liên hệ. Cậu khỏi phải bận tâm. Thật là một điều kiện lý tưởng đấy. Cả hai im lặng. Cuối cùng Dĩ Thâm nói, giọng trầm hẳn xuống. Tôi là một học sinh nghèo, sống bằng tiền học bổng và làm thêm. Theo em, ông ấy sẽ nói gì? Mặc Sơn im lặng. Chị rất hiểu cha mình. Người không có gì để lợi dụng, ông tuyệt nhiên không bao giờ quan hệ. Chị hoàn toàn có thể tưởng tượng ra những lời cha chị có thể nói với Dĩ Thâm. Nếu không, tại sao anh lại tàn nhẫn với chị đến như vậy? Xin lỗi, thì ra là thế. Mọi suy nghĩ của chị về chuyện này bấy lâu, vậy là sai hoàn toàn. Mặc Sơn trở nên bối rối. Câu xin lỗi vừa rồi của em là cho ai? Cho em hay là cho cha? Nếu thay cha xin lỗi thì hoàn toàn không cần thiết. Dĩ Thâm bình thản búng tàn thuốc lá, những đốm lửa bé xíu rơi lả tả xuống đất. Mặc Sơn yếu ớt biện hộ. Lúc đó quả thật là tôi không biết. Sau lúc đó em không hỏi thẳng tôi? Anh đột nhiên ngước nhìn chị, mắt lóe sáng. Giọng của Dĩ Thâm âm u như từ địa ngục vọng về. Em cũng chẳng thèm hỏi ai, đã vội xử tôi án tử hình rồi. Triệu Mặc Sơn, em thử nghĩ xem, tôi đã hận em thế nào trong suốt những năm qua chứ? Hận ư? Mặc Sơn kinh hoàng lùi lại, nhưng không ra khỏi phạm vi tầm tay của Dĩ Thâm. Cánh tay bị nắm chặt, mạnh đến nỗi chỉ tưởng tượng xương mình bị bóp nát. Tôi chưa bao giờ gây sự với em. Tại sao em gây sự với tôi? Đã gây sự rồi, sao lại bỏ chạy giữa chừng chứ? Dĩ Thâm nói như rên lên, tuyệt vọng. Đến nỗi ngay câu xin lỗi, Mặc Sơn cũng không dám nói. Chị nhắm mắt một cách vô thức, không dám nhìn anh. Bây giờ tôi muốn hỏi em. Dĩ Thâm dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn chị như thiêu đốt. Nếu hồi đó em biết tất cả, em có ra đi không? Chị có ra đi không? Mặc Sơn sững người, không ngờ Dĩ Thâm lại hỏi như vậy. Nếu là 7 năm trước, nhất định chị sẽ đáp không do dự là không. Hồi đó chị đi Mỹ, chị nghĩ đơn thuần là chạy trốn, mong thoát khỏi đau khổ trong tình yêu. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ chị đã hiểu mọi chuyện của 7 năm trước là một cuộc đào tẩu do cha chị vạch ra. Nếu không, trong mấy ngày, làm sao ông có thể hoàn tất mọi thủ tục xuất cảnh cho con gái? Nếu không, tại sao mọi công việc của chị ở Mỹ đều đã được sắp xếp trong khi chị không hay biết gì? Không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu năm xưa chị không muốn đi, cũng sẽ bị áp tải lên máy bay. Mặc Sơn cúi đầu. Xin lỗi. Lại im lặng. Cuối cùng vẫn là Dĩ Thâm nói trước. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ cái gì? Mặc Sơn không hiểu. Bây giờ em có muốn cùng tôi không? Dĩ Thâm nói thẳng. Thế giới xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mặc Sơn kinh ngạc nhìn Dĩ Thâm, chỉ thấy tim đập thình thịch. Tôi không muốn lãng phí thời gian trong chuyện này, cũng không có hứng làm quen lại từ đầu. Như một người kinh doanh tình cảm, cho nên em là phù hợp nhất. Không phải thế sao? Thật ư? Mặc Sơn lặng người, lòng của chị mỗi lúc thêm xe lại. Bởi vì quen nhau, bởi vì phù hợp chăng? Nhưng Dĩ Thâm, anh có thực sự hiểu Triệu Mặc Sơn đứng trước mặt anh không? Người mà ngay bản thân cô ta có lúc cảm thấy xa lạ với chính mình. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Chị không còn sức chạy theo một trái tim nữa. Không muốn chạy theo một tình cảm có nguy cơ tan biến. Không muốn lần thứ hai chịu đựng cái âm thanh khiến cả thế giới bỗng sụp đổ dưới chân. Cho nên... Hà Dĩ Thâm, xin lỗi. Hãy tha thứ cho sự yếu đuối của em. Nhưng đó là điều mà chính em cũng không ngờ. Thì ra ngay cả anh cũng không mang lại sức mạnh cho em nữa. Tại sao cô ta có thể tức thời từ chối như vậy?
Dĩ Thâm nói một cách nặng nhọc: Em không cần phải trả lời anh nhanh như vậy. Em chỉ nhẹ nhàng cắt lời anh. Em đã kết hôn rồi. Nghẹn lời, sững người, Dĩ Thâm kinh hãi nhìn chị, nói dằn từng chữ: Em nói gì? Mặc Sơn. Mặc Sơn nhìn bóng mình ngã trên đất, nhắc lại: Em đã kết hôn rồi, 3 năm trước, ở Mỹ. Mặt của Dĩ Thâm sạm lại, hơi thở của anh có thể làm cho không khí xung quanh đóng băng. Anh quắt mắt nhìn chị, dường như muốn bóp chết chị. Nhiều phút trôi qua, cuối cùng một tiếng cười khô khốc và giọng nói lạnh người: Triệu Mặc Sơn, có lẽ tôi đã điên nên mới giày dò em thế này.